Anh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới, kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tân Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ nhậm chức. Có điều gì đáng chú ý? Chiều 21 tháng 10 năm 2024, thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã được Quốc hội Cộng sản Việt Nam bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Nghị quyết bầu Lương Cường làm Chủ tịch nước được Quốc hội thông qua với 440 trên 440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, tức là đạt 100%. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Thực ra thì ghế chủ tịch nước của Lương Cường đã được Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định từ trước như chúng tôi đã từng thông báo. Chiều 20 tháng 10, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết tại hội nghị lần thứ 10 diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9, Trung ương Đảng đã biểu quyết giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để bầu chủ tịch nước. Bà Hải nói việc thực hiện quy trình bầu chủ tịch nước là cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Quốc hội. Như vậy, việc bầu chủ tịch nước tại quốc hội chỉ là thủ tục tái khẳng định ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc sắp xếp nhân sự chủ chốt mà thôi. Sau khi được bầu thì tân chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định. Trước đó vào buổi chiều cùng ngày thì quốc hội đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước đối với Tô Lâm. Như vậy Tô Lâm hiện chỉ còn giữ chức tổng bí thư tập trung cho công tác đảng. Với diễn biến mới nhất này, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chứng kiến tới 4 lần tuyên thệ chủ tịch nước của các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và bây giờ là Lương Cường. Cho đó, Tô Lâm có nhiệm kỳ chủ tịch nước ngắn nhất trong lịch sử chỉ có vòn vẹn 5 tháng. Đây được coi là một nhiệm kỳ đầy sóng gió với các diễn biến trời lòng đất lở trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ông Lương Cường đặt tay lên trên hiến pháp và đã tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước tôi lương cường chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân và hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, ông Lương Cường đã bày tỏ lời cảm ơn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhiệm trọng trách cao cả này. Tháng 2 năm 1975, trong không khí hào hừng của cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tôi sung phong đi bộ đội với ý thức và tâm niệm đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng hạnh phúc, tuyệt nhiên không nghĩ, không làm đến cấp này trước kia. Tân Chủ tịch Đức Lương Cường cũng nói đến việc giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng và nhấn mạnh việc xây dựng nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Việc Lương Cường làm chủ tịch nước có thể thấy là ông được Trung ương xét trường hợp đặc biệt. Xét theo quy định 214 quy đề trên TVK của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn các chức danh để làm chủ tịch nước, cá nhân cần tham gia Bộ Chính trị một nhiệm kỳ trở lên và kinh qua hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương. Bộ chính trị khóa hiện tại là nhiệm kỳ đầu tiên ông Cường tham gia nên ông chưa đạt yêu cầu chọn một nhiệm kỳ ở bộ chính trị trở lên và theo một số nhà quan sát thì ông cũng chưa từng làm lãnh đạo tỉnh hay là bộ trưởng. Tuy nhiên, quyết định 24 cũng nêu trường hợp đặc biệt cho tứ trụ nên dù ông chưa hội đủ một số tiêu chuẩn thì ban chấp hành trung ương có thể quyết định trường hợp ngoại lệ. Đáng chú ý, trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông Lương Cường đã có chuyến đi khá lặng lẽ đến Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 9 đến 12 tháng 10 và tại đây thì ông đã có dịp hội kiến với Tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với bí thư ban bí thư tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Việc ông Lương Cường lúc bấy giờ là thường trực ban bí thư có cuộc hội kiến với Tập Cận Bình cho thấy có một sự trọng thị từ phía Trung Cộng. Tân chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957 hiện đã quá 65 tuổi. Nếu như ông không được vào tứ trụ để có suất đặc biệt tại đại hội 14 được diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2026 thì ông phải về hưu và giờ đây thì với việc được bầu làm chủ tịch nước thì ông có cơ hội tiếp tục sự nghiệp chính trị ở nhiệm kỳ kế tiếp 2026-2031. Ông Lương Cường sinh năm 1957 quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Lương Cường từng có thời gian học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013. Có trình độ chuyên môn là cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Xét quá trình công tác của Lương Cường thì có thể thấy con đường binh nghiệp của ông Lương Cường chủ yếu tập trung vào công tác chính trị, công tác đảng. Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện và vai trò của cán bộ sĩ quan chính trị trong quân đội luôn đặc biệt quan trọng. Từ một chiến sĩ thiếu úy năm 1979, ông Cường lần lượt được thăng quân hàm qua các năm 1981 trung úy, 1982 thượng úy 1985 đại úy, 1989 thiếu tá, 1993 trung tá 1997 thượng tá và thăng quân hàm đại tá vào năm 2011. Từ năm 2003 đến 2006, ông Lương Cường giữ chức phó tư lệnh về chính trị bí thư đảng ủy quân đoàn 2. Đầu năm 2006 thì ông được thăng quân hàm thiếu tướng, sau đó ông có hơn một năm làm chính ủy quân đoàn 2. Từ tháng riêng 2008 đến tháng 5 năm 2011, ông giữ chức chính ủy quân khu 3 và được thăng quân hàm trung tướng vào năm 2009. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, ông giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2016 đến tháng riêng 2021, ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của đội nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Ông được thăng quân hàm đại tướng vào đầu năm 2019. Đầu năm 2021, ông Lương Cường được Ban chấp hành Trung ương khóa bầu vào Bộ Chính trị Tháng 6 cùng năm thì ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 9, ông Lương Cường được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 thì ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Cũng tại Quốc hội vào ngày 21 tháng 10 thì Ông Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng đã thừa nhận rằng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội thì vẫn còn tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục liên quan đến thể chế hạ tầng và nhân lực trong đó thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Trong bài nói chuyện được truyền hình trực tiếp, ông Tô Lâm nói chất lượng xây dựng hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành và phải sửa đổi, các quy định chưa thực sự đồng bộ còn trồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực, chưa tạo được môi trường thực sự thuận lợi để thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong nhân dân. Ngoài ra, ông chỉ ra rằng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn bất cập, một bộ phận còn công canh, trồng lấn, giữa lập pháp và hành pháp chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Ông Tô Lâm khẳng định những việc này cần nhanh chóng khắc phục không để cản trở hay lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ông Tô Lâm người có hơn 8 năm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an trước khi giữ vị trí Chủ tịch nước và sau này là tổng thư cho lực thù địch phản động thì luôn triệt để lợi dụng quá trình xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật để mà tác động hướng lái, thậm chí là chống phá, xác định đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chuyển hóa chính trị Việt Nam, nói gọn là lật đổ chế độ Cộng sản. Ngoài ra thì ông khẳng định các loại tội phạm, các nhóm lợi ích cũng tìm mọi cách tác động nhằm trục lợi và nếu như không thật sự sáng suốt bản lĩnh vì sự nghiệp chung, thể chế không phù hợp có thể gây ra những khúc quanh đối với phát triển của đất nước. Từ những vấn đề nêu trên, ông đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động theo tinh thần nghị quyết số 27 của Quốc hội vào tháng 11 năm 2022, trong đó nhấn mạnh ba vấn đề. Thứ nhất, theo ông, Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Các quy định của luật phải mang tính ổn định và có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề về khung và những vấn đề có tính nguyên tắc không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao cho chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành. Ông Tô Lâm nói rằng tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của quốc hội, luật hóa các quy định của nghị định và thông tư. Bài phát biểu của ông Tô Lâm được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải toàn văn cho thấy ông đề nghị cần xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam và vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, nhưng cũng không cầu toàn để mất thời cơ. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm để thể chế và thường xuyên đánh giá hiệu quả chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập mâu thuẫn giảm thiểu thất thoát lãng phí các nguồn lực, chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật. Ông cũng đề nghị cần sớm nghiên cứu xác định rõ phương pháp, hình thức giám sát tối cao của quốc hội tránh trùng dẫm với hoạt động của các cơ quan của nhà nước khác, đồng thời thì phải đổi mới quy trình quyết định về ngân sách nhà nước, đảm bảo thực chất đi đôi với giám sát việc thực hiện ngân sách từng bước từng bước thay thế và việc ban hành các nghị quyết bằng các đạo luật về tài chính ngân sách. Cuối cùng, ông Tô Lâm nêu ra ý kiến cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quan hệ giữa các cơ quan, nhất là cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, hài hòa trong quy trình quản trị quốc gia. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành. Xin thay cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.